các bạn. Rất vui hôm nay lại quay trở lại với các bạn tại Nguyên Hùng Audio. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cặp JBL LX44, một dòng loa cao cấp được sản xuất vào năm 1990 với thiết kế thùng màu gỗ rất là sang trọng và tinh tế. Thì với cặp loa này nó có những thông số kỹ thuật như sau. Bây giờ mình sẽ đo thử luôn. Chiều cao là 58, chiều ngang là 31 và chiều sâu là 30.5 cm. Một cái thùng có kích thước còn khá là lớn, và khi mình tháo lưới ra thì các bạn thấy thì cái lưới này nó bên trong nó cái lưới bằng nhựa này, đây là lưới bằng nhựa, và bên trong lưới thì nó khi đã tháo ra thì nó có một cái miếng mút để cái phần này nó bao bên quanh các cái tiếng loa, gồm loa bát, loa mic, loa két. Cái miếng mút này có tác dụng là nó sẽ tiêu âm, tiêu đi những cái âm mà tạp âm. Và một cái bát 20, một cái mic 10 và một cái két titanium. Cái dòng két này là titanium, là một loại kim loại rất là cũng khá là hiếm và được hãng JBL sử dụng trong rất là nhiều đời loa. Cái test này, nó cái màn titanium này nó cho cái âm hình nó sáng tiếng hơn và nó rất là phù hợp để chúng ta chơi những loại nhạc kỹ thuật số, những loại nhạc mang âm hưởng mà điện tử thì nó thể hiện rất là chi tiết mượt mà. Ví dụ như trong bài nhạc nó có những tiếng organ, tiếng saxophone và những cái tiếng nhạc guitar điện thì tiếng nó sẽ là rất là rõ. Thì đôi loa này có thiết kế màu gỗ nha các bạn. Nó có hai phiên bản, là một phiên bản màu gỗ và một phiên bản màu đen. Phiên bản mình đang sở hữu là màu gỗ. Mình phóng to lại cho các bạn thêm một tí. Này, màu gỗ rất là đẹp. Để mình tháo luôn cái lưới bên kia để cho các bạn nhìn rõ hơn về thiết kế của nó, cân đối hơn. Này, chung là một cặp loa đẹp gần như hoàn hảo, ở mọi góc cạnh đều rất là liền lạc. Cái màu gỗ này là màu cánh gián, nó tô điểm cho cái vẻ đẹp của cặp loa lên hơn rất là nhiều. Đối với đôi loa này thì chúng ta có thể ghép với rất là nhiều âm ly như Pioneer, Sansui, Denon hoặc là Marantz. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử một bản nhạc vàng để cùng chất âm của nó. Rồi, bạn đợi mình tí nhé. Nhớ để nhà mau xuống chơi.
biển xăm nhớ mong, thân nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như lúa, chỉ nợ một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ. Ti tách và ngọt ngào, bát rất là ấm và sâu. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Bấm nút like và chia sẻ cho các bạn cảm thấy thích video này. Và đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.